Ok, hello các em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì đã chơi được game Burnout rồi anh em ạ. Mình đã mượn được một con máy của thằng bạn. Và kỳ lạ một điều ấy là iOS thì cập nhật, còn Android thì không anh em ạ. Nhưng không sao, điều quan trọng là chúng ta đã bắt đầu chơi được, quay trở lại được với con game Burnout. Và hôm nay sẽ bắt đầu với level 186. Chắc chắn đây không phải là máy của mình đâu, mình chỉ đi mượn thôi, nhưng mà kệ đúng không? Miễn sao là chúng ta có thể tiếp tục được với con game Burnout là được. Và hôm nay mình sẽ chơi con game này cùng với bạn mình. Đấy. Hello mọi người. Bọn mình sẽ hợp tác để chiến toàn bộ con game này, ok? Level 186 này. Nhập mật khẩu là thường thì đặt mật khẩu chắc là ngày sinh đúng không? Ngày sinh của tao đi. 26 tháng 5 thì chắc là 2605 đúng không? Ờ không phải rồi. Bình thường thì tra mật khẩu thì của iPhone thì phải ấn vào đâu bạn? Phải ấn vào ấn nút home đúng không? Ấn nút home này. Xong sao? Giảm âm lượng, to âm lượng, ở đây chỉ có chụp khóa màn hình chính thôi. Giảm âm lượng. Ôi, tăng âm lượng. Ê, đây là số các bạn ơi, số. Zoom zoom nó lên đấy. Ui, ở đây này, giảm âm lượng cho nhỏ này. Tăng âm lượng cho to. Được phết nhỉ. 965 à? 965. Ôi giời, ôi chết bỏ mẹ, từ từ, cho nhỏ đấy đã. Wow, 965. Ui, thề, game trôn đéo chịu được nếu mà đấy. Bây giờ thử zoom vào được không? Zoom bằng tay được không? Không zoom bằng tay được đây này. Đấy. Có nghĩa là cái này phải chơi vào iPhone thôi. Đúng rồi. 965. Ui, hạnh sự. Thế mới bảo là những cái con game như này xứng đáng để đầu tư trí óc và thời gian để chơi anh em ạ. Cửa sau. Ok, level 187 này. Giúp chú thỏ ăn cà rốt. Ăn cà rốt bạn ơi. Không tu ăn cà rốt bình thường nhá. À đây các bạn, trước là mình có thể lấy được cái trái tim này xuống, xong cho con thỏ này vào. Ăn à? Kêu à? Nó không ăn anh em ạ. Hay bắt trái tim thì hình như vậy bạn nhỉ? Hình cầu. Bắt trái tim hình cái cầu xong nó để nó nhảy vào hình trái tim này đúng không? Thử nhiều hình mà, lấy nhiều hình không? À từ từ nào, mình đoán là chắc là đúng rồi đấy, chúng ta có thể nhảy vào hình trái tim này. Đấy, đấy. Ui giời. Được. Chỉ số IQ ấy phải gọi là vai. Đánh quảng cáo bực mình vãi linh. Ok, level 188. Chiến thắng trận đấu quyền anh. Diêu. À, mình phải đánh nhau đây với anh da đen bạn ơi. Đánh nhau anh da đen. Lùi lại xem nào, lùi lại xem nào. Nào từ từ nhá, để xem mà chúng ta có thể cho to này, cho cái đấm ấy được không. À, đấm trước xem nào. Ai chủ à? Đấm một phát. Em có. Đấm một phát trừ 99 quá ạ. Ghê quá nhỉ. Mẹ bây giờ từ này mình toàn đấm dưới rốn luôn ạ. Hay là mình phải tụt quần thằng này ra. Từ từ. Không, đứng xa thì không đấm được. Diêu, à đây. À đây, chuyển Diêu rồi. Ui giời. Trời ơi. Đúng game này, hay anh em ạ. Vương quyền tay sơn. Tìm tay sơn là cái gì? Mai tay sơn đấy. Tìm gà con. Mình đã từng chơi con game này và con gà con có thể trốn được ở bất kỳ đâu. À, trời tối rồi. Cho trời tối lên và mà. Anh mây từng hồng. Ở đây là con vịt mà. Hay con vịt đâu, con vịt đâu. Hay là phải che mặt trời vào đây, che mặt trời xem nào. Đâu được. Cho đám mây xem nào. Đám mây mưa. Mây mưa luôn. Mây mưa luôn. Không. Được. Không được rồi. Chúng ta sẽ thử vài cách mà mình đã từng thử với con game này. Lặn, xoay ngược. Các thứ lộn ngược để xem còn rơi ra con vịt hay con gì không. Rõ ràng là sao là con vịt rồi. Hay là ấn vào chữ gà con này này. Wow, bực mình thật sự rồi đấy. Rồi, cửa sau. Nướng chín cá rồi cho mèo ăn. Con mèo, chắc lại đây à? Nướng, phải nướng chín cá chứ, đấy. Phải cho con cá vào đây, à không phải. Không phải, cứ cho cá vào lửa thôi. Hay là cứ cho cá vào lửa, nó sẽ cháy mất. Từ từ. Ui giời. Cháy hay là. Biết rồi, mình nghĩ hay là không phải cho vào đây, cho một tí thôi, bỏ ra luôn. Như này là nó chín, à, được, đấy. Được. Đấy, ăn đi bạn ơi. Không được nướng quá lâu, thức ăn mà bị cháy thì không có lợi cho sức khỏe, ok. Tiếp theo. Uầy. Hành nào rồi. Level 191, A bằng hỏi chấm. Mình đoán A sẽ bằng A đây anh em ạ. À không phải A bằng A. Thế thì A bằng hỏi chấm rồi. Cũng không phải à, mẹ nó lừa mình à. Không đơn giản là như vậy nhỉ. Không biết là cái giữa A, đây A bằng B. Rồi ôi, A bằng B. Cũng không phải à? B lại bằng 10. Thế thì có thể là A bằng 10. Chắc không phải đâu. Ui à, rồi. Mình biết mà nó có sự logic với nhau. Cửa sau. Nhấn 1000. À từ từ nha, chúng ta sẽ phải. Mình đoán câu này là chắc chắn sẽ phải là tìm cái số 1000 hay là cái gì đấy. Ấn tiếp đi mà. Hãy tìm những số 0 còn lại. Mình thề với anh em là kiểu gì có số 0. Nếu mà mình ấn 1000 lần thì có vẻ là cần cú bố thông minh hơi quá rồi. Từ từ nhá, tiếp thử zoom ra zoom vào hay là mình đấy. Ai gì mình biết mà, không bao giờ phải ấn 1000 đâu. Cửa sau.
đỗ xe. À, câu này thì mình đã từng chơi ở bàn 185 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi qua hẳn cái chỗ này đi xem nào, đúng không? Như level 185 qua được chúng ấy. Ta sẽ đi qua hết. Thì đấy, không được rồi. Hay là mình sẽ bỏ à đây, next one này. Vứt hết đi. Đây, bỏ đi. Bỏ một cái xe đi là chúng ta sẽ đỗ được, đúng không? Quan trọng là mình đỗ được xe thôi mà. Đấy, anh em nhìn mình đờ dít này, lùi vào này. Sò là dễ. Cửa sau. Thắp nến. Chúng ta có 3 thứ. Đầu tiên là gậy như ý, một bao diêm và một cái củi, đúng không? Cho lóe lên một tia lửa đi bạn. Lóe lên một tia lửa làm sao? Mém cầm kì. Phải, hay là mình biến cái này. Từ biến cái này. Cứ thử vừa đấy bạn ơi, biết đâu đúng. Thử kéo sang bên khác còn có gì không? Đúng rồi, thử zoom ra zoom vào nhá. Hay là mình sẽ zoom cái này lên. Thôi ôi. Zoom to lên mình. Không phải zoom mà là kiểu cầm hai tay kéo nó ra, mở hộp nắp ra. Thế có khác gì là zoom to đâu. Nào bắt đầu là zoom to lên rồi. Đấy, zoom to thì chúng ta sẽ lấy được cái que diêm từ bên trong ra. Và anh em phải dùng hai tay để tẽ nó ra nhá. Đấy. Thu phục quái vật. Bạn, theo bạn thì làm thế nào để thu phục cái quái vật đây? Nào từ từ. Ôi, cái đấy. Nó hít mình thế nào ấy? Không, rõ ràng là mình vừa làm gì đấy để kiểu con quái vật này nó bị trừ máu. Đâu nó đánh xuống. Ôi, ơi, bé được này. Cho một túi quần đúng không? À, hay nhở, thật sự luôn đấy. Không cho những quần. Cửa sau, à nhưng mà tự nhiên mình bây giờ mình nhớ chúng ta sẽ kiểm tra từ từ nhá. Trước tiên là mình sẽ kiểm tra con game này hiện tại là có bao nhiêu bàn đã. 225 bàn. Và chúng ta sẽ chơi từ bàn 185. Vậy tức là mình sẽ có thêm bao nhiêu bàn? 225 trừ đi 185. 2000 years later. Chúng ta sẽ có thêm 40 bàn anh em ạ. Vậy là hôm nay mình sẽ chơi lên bàn 205 nhá. Đấy, mình sẽ chia ra thành 2 tập và khá là nhanh đấy. Ai thông minh nhất? Tất nhiên là tôi rồi. Hay là bạn? Từ từ, nhà phát triển kia. Nhà phát triển là giáo viên bản thân đi. Không, tao nghĩ là nhà phát triển. Nhà phát triển đi mà. À, vừ nhờ. Cái này để tự tâng bốc bản thân. Tự nâng tầm của game. Đúng rồi, cái này người ta gọi là tự luyến đấy các bạn. Rồi, cửa sau. Khiến cậu ấy vui vẻ, cười sảng khoái. Mày làm bạn ấy vui vẻ xem nào. Lấy cái lông này cù vào lách. Thế cù vào chân cũng được mà. Chân đi dép rồi. À, hợp lý. Phải bỏ dép ra anh em ạ. Bỏ dép ra, cù vào chân này. Kiểu như là bây giờ mình cù vào này. Ok, tiếp tục nhá. Cửa sau, mở két. Vân tay dùng vân tay anh em ạ. Chắc là cái này phải dùng cái này của vân tay của thằng chủ iPhone không nhỉ? Có thể là chúng ta sẽ dùng vân tay của chính chủ đúng không? Thế nhưng mà mình nghĩ nó vẫn đấy. Easy các bạn. Tưởng nào. Đút vào. Mở ra bạn ơi. Đút vào đi. Không phải, cái này cần khóa rồi, cần phải cả vân tay này. Không chìa khóa làm gì nhỉ? Có chìa khóa thôi mà. Mở được này. Giờ không hiểu nhá, không thì qua là qua nhá. Level 199 này, tính kết quả bao nhiêu? 5 giờ 5 phút cộng với 12 giờ 15 phút. Từ từ nhá, chúng ta sẽ đọc hết câu hỏi đã. 5 giờ 5 phút cộng với 12 giờ 15 phút thì bằng 174. 9 giờ 55 phút đi, đúng không? Đâu, đã đi 9 giờ đâu. À, 8 giờ 55 phút cộng với 7 giờ 10 phút thì bằng 983. Vậy thì cái cuối cùng nó hỏi mình là 11 giờ 15 phút trừ đi 1 giờ 30 phút thì bằng bao nhiêu? Nhưng số nó rất là lẻ. Số nó khá là lằng nhằng. 2000 years later. Ok, và đáp án cuối cùng của bọn mình là 129. Nhưng mà cái này chỉ là dựa theo cái sự phân tích gọi là ngu ngơ thôi nhá. Đây, để mình phân tích rõ cho anh em này. Ở cái dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ có là 5 giờ 5 phút cộng với 12 giờ 15 phút. Thì 5 giờ cộng với 12 giờ thì sẽ chính bằng là số 17, đúng không? Và thêm nữa, anh em hãy để ý là cái 5 phút ấy nó sẽ đúng bằng một cái ô, đúng không? Còn 15 phút thì sẽ bằng 3 ô. Vậy là 1 ô cộng 3 ô thì sẽ bằng số 4 cuối cùng. Và tương tự như vậy thì bọn mình sẽ làm cho cái đồng hồ cuối cùng. Nhưng mà vừa nãy thì bọn mình lại nhầm mất thành cộng rồi. Thời gian nó phải trừ đi cơ. Thôi nhá, bây giờ khó quá thì sử dụng sự trợ giúp của người thân đi. Cái gì đấy? Vì 51 cộng 123 bằng 147. 911 cộng 72. À, rồi. Ok. Rồi nó đại khái ý là như thế. Là số thôi. Thế đáp án bằng vừa đây bao nhiêu?
lại quên đúng không? Chỉ nhớ trình tự thôi. Đấy bây giờ thì tự tính đi. 97 đúng không? Rồi dựa theo đáp án như vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là 97 nhá. Câu này khó quá thì mình sẽ gọi là ấy đi. Quay trúng thưởng lớn. Thưởng thế nào ấy? Không thể làm khó được mình. Chúc mừng. Cửa sau. Quán tù thì ra cái thì ra cái. Nhất định phải thắng. Đấy, mình phải thắng được con robot. Con này chỉ có búa thôi, thế mình phải lá. Đúng rồi, con này chỉ có búa, thế là mình chỉ chơi lá thôi. Nhưng mà làm thế nào để mà... À đây. Đó, xác nhận. Cú lừa. Cú lừa. Cú lừa, cú lừa anh em ạ. Cú lừa. Hóa ra là nó đúng có thể chia được hai đứa. Con này là siêu trí tuệ các bạn ạ. Siêu trí tuệ à? Biết trước rồi nhá. Thì mình sẽ kéo cho đấm. Đấm. Không phải. À đâu, mình phải xác nhận nữa thôi. Đây đi. Đâu, đây. Nó ra lá mà. Cái nhỉ? Từ từ lại đấy, nó sẽ ra lá mình nó sẽ ra lá thì mình sẽ ra kéo, nhưng mà nó sẽ lại ra đấm luôn này. À đấy, hay là mình phải theo kéo đây, rồi mình có thể chọn được này. Đấy, mình sẽ bắt nó là phải ra đấm, xác nhận đấy. Đúng là kiểu là mình có thể lập trình cho robot mà, đúng không anh em? Cửa sau, level 102 à, nhầm 202, đổ đầy nước vào cốc. Cái này là cái gì đây? Hạt tiêu à? Ok, chúng ta có cái này, có vẻ là nút chai rồi. Một que diêm, nước, nước ở đĩa thử đổ. Đổ xem nào. Để mình từ từ nhé, để chúng ta từ từ để xem là mình có thể lấy được bất kỳ cái gì không, hay là chúng ta sẽ chơi kiểu thành phần hóa học hay cái gì gì đấy không? Cái này cháy đúng rồi này, này. Có thể vào được này. Đốt này, đấy, đốt này xong rồi mình sẽ úp cái này lên đúng không? Xong rồi nước sẽ được, vãi lì đúng không anh em? Đúng là siêu trí tuệ. Cửa sau 203, chơi cửa sau. Lấy đồ chơi ra khỏi bình. Chơi cửa sau là cái gì? Và vẫn ok. 203. Rồi, lấy đồ chơi ra khỏi bình. Từ từ nha, chúng ta sẽ lấy đồ chơi ra khỏi bình này. Ok. Rút đít ra. Đấy, xoay cái này đúng không? Mình sẽ lật ngược lại cho nó quay lên này. Anh mày thử bóp cái chai mà. Bóp đi, bóp đi sao? Bóp, phải bóp đúng chiều đi. Có zoom ra được không? Xoay ngược lại, bóp đúng chiều vào. Đây. Đấy, cho thì... Bóp đi, bóp ngang ấy. À đây. Đấy. Nó vừa làm gì để nó lòi đít rồi nhỉ? Chú bé lại. Được. Quá hay các bạn ơi. Rồi level 204 này. Ca sĩ. Hát đây anh em ơi. Ta đẹp trai nhất. Hét to lên rằng. Hát đi. Thôi hay là như thế buồn cười lắm. Nó bảo thế. Thử đi. Bạn thử đi. Ta đẹp trai nhất. Không được, phải bắt đầu đi. Được, bắt đầu đi. Ta đẹp trai nhất. Cảm giác xác nhận đi, ấn xác nhận. Xác nhận này. Bạn nó nhỏ quá. Đâu phải đâu. Ta đẹp trai nhất. Ta không nghĩ cái này là kiểu xác nhận. Nó chôn mình. Ờ đấy. Phải nói to, phải nói to. Nói to mà. Hay quá nhỉ. Thế mà như kiểu là ngồi trong nhà mà hét như này thì chắc người ngoài người ta nghĩ là mình là thần kinh hay anh em mọi người đâu. Rồi level 205 này. Máu. Đánh chết quái thú. Chúng ta có ba vũ khí đó, thì búa này, gậy như ý này, bút này với cả cục tẩy. How to để đánh chết đây. Mình có thể lột cái cục tẩy ra đâu. Hay mình có thể vẽ cho. Đánh chết quái tẩy, mình tẩy máu. Đúng rồi, tẩy máu đi. Rồi bạn tôi thông minh lắm. Được. Rồi, hết 205. Rồi, ok, và như vậy là hôm nay là chúng ta đã chơi xong 205 level đầu tiên của con game. À nhầm, 205 level tiếp theo của con game Brain Out. Và vẫn còn 20 level còn lại. Thì khởi động thôi nhá. Mình nghĩ là thật sự là con game này rất xứng đáng để mình quay lại và chơi tiếp tục. Tại vì anh em đúng không? Nó quá hay nhá. Được rồi, thì hẹn anh em ở tập sau thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục 20 level còn lại. Ok. Còn video này thì sẽ kết thúc đây, và đừng quên là nhấn like cho video để ủng hộ mình và đăng ký kênh để giúp mình sớm hơn được 1 triệu người đăng ký. Và bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.